Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở ý kiến các đại biểu Quốc hội về lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại kỳ họp trong 2,5 ngày làm việc, từ sáng ngày 6 tháng 6, Quốc hội sẽ chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề: lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, dân tộc, khoa học và công nghệ và giao thông vận tải. Cùng với 4 vị trưởng ngành và các thành viên chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm. trong lĩnh vực lao động thương bình và xã hội đại biểu quốc hội sẽ chất vấn tập trung vào giải pháp phát triển nguồn nhân lực công tác quy hoạch sắp xếp tổ chức cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giải đáp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay giải pháp khắc phục bất cập hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc nội dung chất vấn tập trung vào trách nhiệm của ủy ban dân tộc và công tác phối hợp với các bộ ngành trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đại biểu quốc hội sẽ tập trung chất vấn tập trung vào chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, việc bố trí quản lý sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học, cơ chế chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. về giao thông vận tải Nội dung chất vấn tập trung vào giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa, quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, công tác đào tạo sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Thưa quý vị, hôm nay ngày làm việc thứ 6 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về các dự án luật của ngành công an nhân dân và xem xét thảo luận dự kiện, dự kiến chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định thị thực điện tử có giá trị nhiều lần thay vì chỉ có giá trị một lần như trước đây, đồng thời nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng, thời hạn sử dụng còn lại của hộ chiếu từ đủ 6 tháng trở lên mới đủ điều kiện xuất cảnh hay đề xuất nâng thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Này. Cùng ngày thảo luận về hai dự án luật này, đa số đại biểu tán thành việc tháo gỡ thủ tục visa là chìa khóa quan trọng giúp du lịch Việt Nam cất cánh. Về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân, Chính phủ đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, công an để thống nhất với Bộ luật Lao động năm 2019 của Chính phủ. Tuy nhiên, đề xuất đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các đại biểu Quốc hội trong buổi thảo luận buổi chiều các đại biểu kiến nghị cần đánh giá ra soát kỹ lưỡng dự án luật cho rằng luật sửa đổi chỉ khi đủ cơ sở chín mùi và được dư luận cử tri nhân dân đồng tình ủng hộ đồng thời phải nghiêm túc thực hiện chủ trương chống lợi ích cục bộ cho ngành địa phương đơn vị Trước đó trong buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình và tiến hành thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Theo đó, năm 2024 có 4 chuyên đề giám sát về các nội dung, thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội, thực hiện chính sách pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập, về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Quốc hội lựa hai trong bốn chuyên đề để thực hiện giám sát, hai chuyên đề còn lại giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát.